Tại vì á tóc ảnh dài mà ảnh ốm nữa, ảnh đen nữa nên là cũng không có cái cảm giác gì, nhưng mà cái ấn tượng là ấn tượng ảnh xấu quá. Còn hai đứa nằm chung nhau vậy nhưng mà là rất là trong sáng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà là nhưng mà anh cũng có lén khoáng một chút xíu. Xong rồi cái là tự nhiên đang lúc cao trào em bật khóc. Cái ông này ông hỏi em sao em khóc vậy? Anh làm em đau gì hả? Ông nói không không. Tại mấy bạn anh hồi chiều nói nhiều quá nên em suy nghĩ tới con nhỏ đó đó, em ghét em khóc. Khóc trong lúc đó nữa. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên Ân, Trịnh Hoàng Ân. Nay em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành nào vậy Ân? Em làm bên mảng nhôm kính. Em năm nay 31 tuổi. Dạ, chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trúc Ly. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ở khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh. Ủa là sao? Là cưng ở Tây Ninh? Dạ. Còn bạn? Làm ở thành phố nhưng mà chiều tuần chạy về 2 lần. Chia sẻ cho anh nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn đi. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở đâu nè? Đoán đi, ông đoán cái đi ông Bin. Hay đi đâu nè? Ngày đẹp trời đó là Ân ổng đi ráp cửa sổ cho nhà người ta dưới Trảng Bàng đó. Dưới Tây Ninh á, dưới Tòa Thánh á. Xong mới đang đi cái đói bụng quá. Cái tấp vô ăn tô bánh canh Trảng Bàng. Xong lúc đó là chưa gặp cô này nha. Xong cái chạy hồi nữa cái ghé uống nước mía. Uống nước mía ở vườn cao hay gì đó thì mới gặp cái cô này. Đang uống nước mía luôn. Rồi hai đứa gặp nhau xong rồi thấy nước mía ngọt quá, rồi cô này mặt cũng dễ thương quá cho nên là dùng những cái lời ngọt ngào cua và dính luôn, đúng không? Đúng không? Dạ không. Hai đứa là gặp nhau ở Tây Ninh đúng không? À, ở Gò Vấp. Rồi xong. Tây Ninh Gò Vấp sao? Bạn này làm hóc môn, bạn kia Tây Ninh, nhưng mà gặp nhau hai Gò đứa Vấp. Gặp nhau Gò Vấp. Ủa, gặp nhau Gò Vấp nhưng mà gặp nhau ở đâu? Ở nhà của sếp lúc đó. Thôi hai đứa kể đi nào. Kể đi. Thì lúc đó em đang làm ở trong công ty đó, còn vợ em bây giờ là làm kế toán. Là em hay đi công trình xa, em hay quyết toán hóa đơn về cho vợ. Xong rồi em mới nói chuyện với vợ nhiều. Hai đứa là chung công ty phải không? Dạ, lúc đầu là như vậy. Trong thời gian cái em mới xuống nhà sếp chơi. Sếp là dì họ của vợ. Em có ấn tượng gì về cổ không? Đầu thì cũng không có ấn tượng gì. Gặp thấy bình thường, nói chuyện dạng như kế toán như mình nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà dễ gây lộn kế toán lắm. Mấy bà kế toán khó lắm. Dạ. Con số là phải chính xác, không phải liềm bìm nó hoài. Và bắt cứ thu thập chứng cứ rồi thu thập hóa đơn lắm, rồi, thu thập phiếu chi, đúng không? Mấy bà đó là chỉ có con số thôi. Con số đó, đó. Nhưng mà nè, em nhìn cổ em thấy hiền không? Lúc đầu thì thấy cũng vui vui là cười hay hiếp mắt. Ghiền là ghiền cái đó chút. Nghĩa là ấn tượng cũng được. Dạ. Ghiền cái hiếp mắt. Em gặp chàng trai này thì sao nè? Lần đầu tiên gặp chồng em đó thì em thấy ảnh xấu quá à. Tại vì tóc ảnh dài mà ảnh ốm nữa, ảnh đen nữa nên là cũng không có cái cảm giác gì, nhưng mà cái ấn tượng là ấn tượng ảnh xấu quá. Thì nói chung hai đứa đều ấn tượng không có đẹp gì về nhau. Đến được là do cái lúc mà em về quê xong em lên Sài Gòn lại là cái chân em nó bị chật. Cái lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, lần đầu tiên lên Sài Gòn luôn, không có quen biết ai hết ngoài dì thôi. Thì cũng không có đi đâu được, rồi bị đau chân nữa nên là thành ra là nhắn tin với anh này là anh ơi giờ em không biết đi đâu, anh chở em đi vòng chơi đi. Xong là tối đó anh chở em đi uống xin tố, xong rồi là ghé bên bạn của anh là đang nhậu, xong rồi anh dắt em lại luôn. Là tới lúc đó là những cái bạn của anh nói là bạn gái mới hả? Bên các bạn bè có xúi hai đứa quen nhau không? Bạn bè tưởng là đang quen nhau chứ không? Tưởng luôn rồi. Tại có bạn gái là em hay dẫn về, nhưng mà cũng rất là ít, chỉ có hai người. Đến khi nào thì hai đứa mới thật sự là có cảm giác với nhau? Lúc đó là em ra ở trọ riêng, thì em ở cái chỗ mà anh này thuê giùm em. Thì lúc đó là ông chủ nhà trọ ổng dê em. Xong em điện anh với anh này, cái em khóc. Anh nói là thôi để nửa tối anh qua anh canh cửa giùm cho. Rồi xong cái là đúng là tối đó ổng qua cái cửa vậy thì ổng nằm ngang vậy. Trời ơi, tội nghiệp vậy đó hả? Tội nghiệp lắm. Động lực nào mà em lại làm điều đó? Em phải thích rồi mới làm chứ đâu đúng có vậy. Đâu mà đúng. Nghe Ly nói, vợ em nói như vậy thì em thấy có lỗi của mình. Tại mình dẫn thuê trọ chỗ đó. Không có biết, mình thấy ý đấy quá. Ở đó mình ngủ vài bữa để kiếm phòng trọ khác để chuyển đi.
xong rồi ở ngủ từ cửa xong là một tuần á, từ ngủ, đầu cửa vô tới cửa. Gần nệm cái lên cái vô nệm nằm nghe. Em chắc là ngủ chứ nhắm mắt để đó thôi chứ nhìn không, tụi em không có chuyện gì xảy ra. Không, anh biết nhưng mà em nằm ở trên nệm nhưng mà em nhìn thấy một chàng trai nằm mà trắng đường gì chứ cảm động vậy. Đúng rồi, cảm động không? Ừ. Tại vì cái lúc mà ảnh nằm không có cái mà không có cái chiếu gì ở dưới á, em thấy em tội. Xong rồi cái bắt đầu hai ba bữa sau là em nói thôi anh lên giường anh nằm đi, xong rồi đợi tới khi nào mà thuê trọ thì dọn ra là anh lên anh nằm với em. Hai đứa nằm chung nhau vậy nhưng mà là rất là trong sáng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nhưng mà anh cũng có lén khén một chút xíu. Rồi thử. Cũng có xin xỏ rồi nhưng mà chắc không được đúng không? Không được chuẩn y đó. Anh nghĩ là thời gian đó là hai em đã thật sự thích nhau rồi đúng không? Rồi đến khi nào thì ổng mới bắt đầu tỏ tình em? Tụi em thì như cũng không có tỏ tình gì hết, nhắn tin qua lại rồi từ quen thôi. Khi nào thì mới có nụ hôn đầu tiên? Lúc mà tìm được nhà trọ mới rồi, lúc hai đứa quen nhau rồi là quyết định quen luôn á. Chuyển qua nhà trọ mới tầm 1 đến 2 tuần là em bắt đầu em qua em ở. Là hai đứa ở chung luôn. Tầm 2 tuần đó là bắt đầu mới có nụ hôn đầu tiên. Vậy là hai đứa yêu bao nhiêu lâu thì mà làm đám cưới? Tụi em thì khoảng 3 năm mấy. 3 năm ở trọ chung luôn? 3 năm ở trọ chung là ở từ Gò Vấp, xong rồi dọn xuống Tây Ninh. Anh này anh cũng theo luôn. Rồi trong thời gian đó là sao? Em thì làm ở trên Hóc Môn, còn em ở dưới Tây Ninh. Là lúc đó là cứ xa nhau như vậy á hả? Dạ đúng rồi, đi đi về về, lúc quen tới lúc cưới tới giờ vẫn vậy. Trong cái thời gian yêu nhau vậy êm đềm vậy, có bao giờ có cái chuyện nào mà giận nhau rồi lôi đình rồi có là muốn chia tay nhau, cắt đứt đồ này kia nọ không? Có cái lúc mà em đang ở trọ, cái trọ mới ở trên Gò Vấp á, thì lúc đó là công việc của em chưa có ổn định. Tại vì mới lên Sài Gòn thì mình lên Sài Gòn mình bỡ ngỡ luôn, cái nhà trọ 1 tháng 2 triệu mấy. Mình làm sao mà mình lương mình chỉ có 5-6 triệu thôi, mình trang không có đủ. Nên lúc đó em nản quá, em định về quê, em định bỏ ông này về quê. Ông khuyên nhủ mà thấy ông buồn quá, ông tội nghiệp, nên là không có bỏ ông được. Nên là ở trên này ráng trụ, xong mà nhắn tin hỏi bạn ở dưới Tây Ninh là có công việc nào không cho tao đi làm với. Thì nó mới giới thiệu là tao có công việc này nè, mày xuống mày làm đi, lương cũng ổn. Xong rồi em nộp hồ sơ xuống là hai vợ chồng xuống, dọn xuống dưới luôn. Chứ không có giận hờn gì hết. Chỉ là em hơi nản, em muốn về quê thôi. Nhưng mà bây giờ lương của em ổn chưa? Lương của em bây giờ thì cũng ổn rồi. Ổn rồi phải không? Rồi lương của chồng ổn chưa? Dạ cũng ổn rồi. Thôi vậy ổn rồi. Ổn rồi là phải có kế hoạch của em bé. Đúng rồi. Là cưới nhau được mấy năm rồi cưng? Khoảng gần 1 năm thôi. Ngày cưới của hai bên là cách nhau 7-8 tháng. Dịch Covid làm đám với em tháng 3. Rồi xong dịch bùng lên là ngưng. Không có làm được, ngưng. Tới lại tháng 11 thì mới làm. Vậy giờ về ở chung nhau rồi sao? Rồi cái có lòi ra tật xấu gì nhiều không? Đó, tật xấu thì trong 3 năm nó lòi hết rồi chị. Lòi hết đâu kể đâu, không có em tật xấu gì đâu kể đi. Vợ em thì tật xấu cũng không có bao nhiêu. Những con cái là ăn uống làm biếng thôi. Lười ăn. Lười ăn, với lười nấu. Khi nào có em về thì mới nấu. Còn không là cứ một mình muốn ăn gì ăn, có bữa cơm ăn cơm. Trời, phải mà tôi được cái bệnh lười ăn như nó đỡ ghê. Em cũng vậy luôn á chị à. Thì sao em không lười ăn vậy? Không được, trời, tôi nhìn đồ ăn cái muốn nhào vô trong miệng luôn á. Mặc dù miệng trong đầu trời, chị siêng ăn lắm, không có lười ăn tí nào luôn á trời. Nó nghĩa là lười ăn, không chịu nấu ăn. Đúng không? Nào chồng về rồi mới nấu. Mà nấu ăn ngon không? Dạ ngon. Thì cũng được rồi. Có một cái tật mà giống như mấy bà vợ không? Là ghen. Trước giờ thì chưa thấy. Nhưng mà hỏi thì kêu có. Vậy hả? Hỏi thì nó có ạ. Tôi ghen ạ. Tôi ghen dữ lắm ạ. Có ghen là ghen chuyện gì? Cái lúc đó là đi chơi với bạn của ổng. Thì khi đi chơi thì mấy bạn chọn ổng chọc, lúc đó là chưa cưới. Là mấy bạn ổng chọc là hồi đó Ân quen cái nhỏ kia ngon lắm, được lắm, đẹp hơn Ly nhiều. Mà nói nhiều lắm, em nghe nhiều mà em đốt cảm thấy nhà. Buồn trong lòng rồi. Qua đột. Xong rồi cái tối lại là hai đứa là đang hú hí với nhau. Xong rồi cái là tự nhiên đang lúc cao trào em bật khóc. Cái ông này ông hỏi em sao em khóc vậy? Anh làm em đau gì hả? Ông nói không. Tại mấy bạn anh hồi chiều nói nhiều quá nên em suy nghĩ tới con nhỏ đó đó, em ghét em khóc. Mà khóc trong lúc đó nữa. Ghen này là thuộc loại ghen cá tính. Đúng thời điểm. Ghen đặc biệt luôn nè. Hồi lúc đó em giải quyết làm sao không? Nghe nói làm cười vậy. Là ghen nói gì đó. Là chỉ có trận đó thôi. Dạ. Với lại ổng ghen em. Thì ổng ghen cái lúc mà em nhắn tin bồ cũ á. Bồ cũ nhắn tin hỏi em khỏe không này kia. Rồi ổng đọc được cái tin nhắn. Rồi bắt đầu ổng ghen, nhưng mà ổng ghen được 1 phút 30 giây à. Lý do là em em dịu lại. Sẵn kể luôn đi. Ngoài cái ghen ra còn tật xấu của chồng là gì nè? Tật xấu thì trước lúc cưới á chị, nhiều tật xấu lắm. Không có hớt tóc.
tóc để rất là dài, đi ngủ thì không có đánh răng. Sau khi cưới thì ngày nào em cũng nhắc ổng với cái chuyện đó hết, ví dụ tóc dài anh ơi đi cắt tóc, tối anh đi ngủ thì anh ơi đánh răng đi, giống như là thôi bỏ, coi như bỏ đi. Mình sau khi mà mình đã nhắc rồi bỏ rồi, còn cái gì mà em không phát hiện được lúc mà chưa cưới không? À có, hay quên có. Tại vì ổng là ổng hình như ổng đản trí hay là ổng vô tư thì em cũng không hiểu. Em kêu ổng là anh ơi cất vàng đi. Xong rồi em với ổng cùng cất cái chỗ đó, nhưng mà vài tháng sau em hỏi là anh ơi vàng, lấy vàng giùm em, không nhớ chỗ nào hết. Mà mai thai là em nhớ không? Mai thai em cũng cắt chung, em nhớ. Nó nói gì cũng mừng. Mừng ghê á. Tưởng là em quên luôn là hiểu rồi. Nhưng mà cái quan trọng đó không là... quên luôn, hỏi tâm sự với anh chị bắt đầu dò dùm. Rồi sao? Còn tật xấu gì không? Không, nói chung là chị có vấn đề hay quên với lại hơi vô tư thôi. Vô tư khác vô tâm nghe. Dạ đúng rồi, ổng vô tư thôi chứ không có vô tâm. Vô tư là đâu có xấu. Vô tư là cuộc đời này nó thoải mái lắm. Đúng sao không được người ơi? Cứ vô không tư suy đi. Nghĩ không lo. Ừ thiệt. Nhưng mà nè, có lãng mạn không? Dạ không. Vô tư đó, vô tư. Có nhớ những ngày tháng đặc biệt của vợ không? Sao mà nhớ được? Dạ. Nó vàng cất ở đâu mà còn quên. Nhớ ngày sinh nhật thôi. Nhớ ngày nào? Tặng quà có tổ chức gì cho vợ bất ngờ không? Vợ thì không có cần tặng quà gì á. Tới ngày sinh nhật là em chuyển tiền thẳng luôn. Trời ơi, quá thực dụng rồi. Thôi cũng được đi. Mua quà chị tốn tiền, mua hoa về để héo cũng vậy. Dạ. Quất thực tế. Ok, được. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì đi? Ông mong vợ thay đổi điều gì nè? Dạ, em mong vợ thì chỉ có lo ăn uống một chút. Chứ anh cứ tối không chịu ăn cơm, là cứ ăn trái cây miết à, ăn trái cây ăn vặt. Là không thích ăn hay là cố tình không ăn để giữ dáng? Vậy là biếng ăn. Tối về đi làm 7 giờ sáng đến lại 6 giờ rưỡi tối là về làm biếng ăn. Biếng ăn hả? Lại có một mình. Lại đây, lại đây. Dòng ơi. Phải tôi làm biếng ăn được như bé này thiệt. Bắt biếng, bắt biếng, bắt biếng. Ước gì. Rồi okay. Còn em thì muốn con xã mình thay đổi điều gì? Em thì muốn anh là nói chuyện với lại mọi người xung quanh nhiều hơn. Tại vì ổng ngại giao tiếp với mọi người lắm, nên là cải thiện cái đó. Ngoài ra thì hơi lãng mạn chút xíu. À, nhắc khéo nghe. Nhắc khéo lãng mạn nha. Đã không cho người ta tặng bông lấy gì lãng mạn. Em không cần mua một bó, em chỉ cần một cành thôi. Không mua một cành bông mà về cũng hỏi bao nhiêu tiền mà. Cái toán giác mà. Cái cảm giác nó khó chịu lắm. Mang hoa về tung tăng chạy về hơn hoa. Dạ tặng em nè, chúc em vui vẻ nha. Mua chi vậy tốn tiền hả? Rồi xong. Tụt mốt luôn á. Bây giờ là hai đứa là có định là năm nay là có em bé không? Dạ tụi em đang tìm kiếm ráo riết. Rồi đây, xin giới thiệu với tụi em ông mụ quốc dân. Tăng. Anh chỉ chúc cho hai vợ chồng em, hai đứa sẽ về tự về chung một nhà. Và trong năm nay ha, công việc sẽ phát triển thuận lợi, sẽ yêu nhau nhiều hơn và đặc biệt là thấu hiểu nhau. Chúc cho khoảng tháng 3, tháng 4 là bác sĩ báo tin vui. Có thể là qua năm sau các em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình các em. Yeah, trời ơi, chúc mừng nghe. Với lại là em có một cái nguyện vọng là em xin được nói những lời yêu thương với tới mẹ em. Em nói với mẹ đi. Dạ, mẹ ơi, tại vì là con không có nói được những cái lời yêu thương. Tại vì hồi nhỏ là không có sống được với... Tại vì từ lúc nhỏ là em không có sống được với ba mẹ. Cũng là do hoàn cảnh. Cho dù là mẹ có làm nên cái lỗi gì thì em vẫn sẵn sàng là tha thứ và sẽ giúp đỡ cho mẹ. Mặc dù là em không có nói những cái lời mà ngon ngọt được. Tại vì tánh em thì nó thẳng thắn, nó giống như là một đàn ông con trai gì đó. Không có thổ lộ được những cái gì mà tình cảm dành cho cha mẹ. Thì á là em muốn nói là mẹ ơi, con yêu mẹ rất là nhiều. Nói gì nữa không vậy? Với lại với ông bà ngoại thì hy vọng là ông bà sẽ sống lâu và đợi cháu chắc ra đời thì. Tại vì ngoại em là bệnh nhiều lắm, nên là không biết đã đi khi nào. À, ông bà ngoại của em đó phải không? Ồ, yên tâm rồi đi. Thôi là năm nay là có con rồi. Nghe. Ơi. Cảm ơn em rất nhiều. Thì xuống thấy anh này thư sinh, đeo mắt kiến rồi da trắng, bàn tay thì còn mịn hơn bàn tay con gái nữa. Em thấy công tử bột quá à. Em cảm thấy không có cảm tình, không lắm. Có cảm tình. Dạ tụi em được 4 bé. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về, mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha.
Trời ơi, em xanh lét mặt mày hết. Em nói, anh ơi, hết rồi, giờ sao anh? Và bây giờ, mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Trọng Tú. Dạ, em 35 tuổi, hiện ở nhà là kinh doanh nhà trọ ở Bình Dương chị. Thế còn em? Dạ, em là Trần Thị Kim Liên, em nay 32 tuổi, em đến từ Bình Dương. Em ở nhà giữ mấy bé với lại đi phụ ông xã dạy võ. Phụ ông xã gì? Ông xã em dạy võ. Võ gì em? Dạ, võ cổ truyền Việt Nam. Cổ truyền Vô Vina anh... hả? Dạ không, võ thiếu lâm. Thiếu lâm mà cổ truyền của Việt Nam. Dạ. Bây giờ anh có một lời đề nghị nha. Bây giờ em biểu diễn giùm anh một vài thế được không? Dạ. Rồi bắt đầu. Dạ. Hi dò. Rồi, hay quá. Bây giờ hỏi võ sư nghe. Dạ. Lần đầu tiên Tú gặp bạn gái của mình là ở đâu? Tụi em biết nhau là nhờ người bà con mày mối. Ấn tượng đầu tiên thì em thấy cô này người gì mà sao mà trắng vậy, cừ có răng khểnh giống mình á. Mới gặp thì mình có hảo cảm rất nhiều, mình có thiện cảm. Còn em gặp ảnh sao? Cái gu của em nào giờ là phải dân thể thao hoặc là chơi bóng đá bóng chuyền. Tự nhiên xuống thấy anh này thư sinh, đeo mắt kiến rồi da trắng, bàn tay thì còn mịn hơn bàn tay con gái nữa. Em thấy công tử bột quá à. Em cảm thấy không có cảm tình, không lắm. Có cảm tình lúc đó chưa có thuận mắt luôn. Dạ. Đúng không? Ủa xí xí, nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là em đã dạy võ chưa Tú? Dạ chưa có phơi nắng bởi vì trắng quá đúng không? Dạ. Lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ em vừa tròn 18. Em vừa tròn 18, còn Tú là 20. Dạ. Trời lúc nhỏ xíu à ha. Là cách đây là mười mấy năm rồi. 14. Tú ơi, em học võ từ khi nào? Nói chung là lấy vợ về rồi mới không bắt đầu mình học võ. Lý do? Nhiều khi mốt vợ có cầm chổi chà dí thì còn chạy kịp. Trời ơi, lý do là nguyên nhân đầu tiên là sợ học vợ để tự vệ. Sợ vợ đối với hành. Vợ mẹ có chi tiết là gì nè, em phụ cho chồng dạy võ là phụ dạ. gì hay em là cũng phụ dạy chồng dạy luôn dạ, dạy luôn cũng dạy luôn là em cũng biết võ luôn dạ. Wow. Mà lý do gì em học võ? Em thì em đam mê từ nhỏ rồi, nhưng mà sau này lấy chồng về thấy ông xã đi học thì em xin đi học theo. Rồi bây giờ cho hỏi nghe, hai bạn ai võ công cao cường hơn? Khi mà lên sân khấu đấu thì anh hy sinh chết nhiều nhất. Anh hy sinh chết trước em đúng không? Nhưng dạ. mà thực sự ra là ai nội công tâm hậu hơn? Anh giỏi hơn là đúng không? Dạ. Ủa mà lúc đó chưa nắm tay ta, biết nắm tay ta sao biết tay ta? Em mình? Nhìn qua cái bàn tay anh thấy bàn tay anh đẹp. Vậy thì làm sao mà hai bạn đến được với nhau? Không ưa mà, đã không thích mà. Nhưng mà qua nhiều lần tiếp xúc với lại là hai đứa có đi chơi, đi uống cà phê thì cảm thấy anh này chu đáo. Dạ, quan tâm dữ lắm. Cái gì tốt đẹp nhất thì đều nhường cho em hết. Nên là em thấy người này tốt với mình quá. Với lại cái động lực nhiều nhất của em là em cảm thấy gia đình bên anh Tú, ba mẹ rất là hạnh phúc. Dạ, nên là em cảm thấy ngưỡng mộ lắm. Em muốn là một thành viên trong gia đình từ khi mà lúc tiếp xúc được với ba mẹ. Nhưng mà quen nhau lâu không rồi mới đám cưới? Dạ cũng lâu. Lâu à? 4 tháng. 4 tháng quá ha. Ôi 4 tháng trời lâu. Dạ chưa tính tháng mới đám cưới. Cách đây bao lâu rồi ta? Dạ 14 năm chị. Mà nó nghe nè. Dạ. Tình yêu mà có 4 tháng mà đã đám cưới luôn rồi. Vậy thì cái mức độ thân thiện của tụi em, cái mức độ mà gia chạm của các em là tới đâu? Đám hỏi xong là hai đứa thì mới được phép, thì lúc đó là làm đám xong rồi vô nằm nghỉ ngơi trong buồng. Thì lúc đó là mới va chạm nhẹ là ôm hôn. Ôm hôn thôi. Còn cái gì là để lại cho đêm tân hôn đúng không? Dạ. Vậy đêm tân hôn nó có đặc biệt không? Đêm tân hôn anh Tú làm lãng mạn lắm. Em thấy như trong phim, hoa hồng rải trên giường rồi nến thơm. Em nói trời, xong bước vô mở cửa vô cái phòng ngủ đẹp quá, mà anh chuẩn bị đâu hồi nào á, em đâu có biết đâu. Với lại một cái đầm ngủ thiệt là đẹp để đó. Ảnh cầu hôn ngay trong đêm tân hôn. Ảnh nói bây giờ bé chịu làm vợ anh chưa? Trời ơi, là... cứ ta rồi mà hỏi câu, hỏi một cái câu mà thiệt á. Hỏi cho con. Lúc đó mà tỷ dụ nó không, em không chịu thì giờ làm. Còn sao? Gì? Không lẽ trả nhẫn lại. Sao cái lời cầu hôn đó là những cái gì nó diễn ra trơn tru không em?
Dạ cũng tạm tạm. Dạ lần đầu mà anh. Cũng chật vật chứ. Lúc đó bé mới 20, bé này 18, biết tại cái gì mà không chật vật. Hai đứa là lần đầu tiên của nhau đúng không? Dạ chắc chắn luôn. Rồi hai đứa có con chưa? Dạ tụi em được 4 bé. 4 đứa trời luôn trời. Lâu lắm rồi mới tê. Lâu lắm rồi chị mới tính nói câu đó đó. 4 đứa mà phọt đứa nào cũng bong lành hết trơn vậy thiệt. Nhìn tụi em giống như mới cưới hồi hôm vậy đó. Dạ. Rồi đứa lớn nhất là mấy tuổi? Dạ đứa lớn nhất là 10 tuổi, bé gái. 10 tuổi rồi, 4 năm sau mới có con. 4 năm sau. Năm 2008 em có một lần có em bé. Nhưng mà bị hư. Ờ. Lần đó em buồn khủng khiếp luôn mà. Cảm thấy mình y như là người vô dụng á. Tự nhiên mình có em bé mà mình không có giữ được á. Nhưng mà lý do tại là mình không biết hay sao? Mình biết là có em bé nhưng mà mình không có nhẹ nhàng, không có nghỉ ngơi nhiều á. Cảm thấy là y vào sức khỏe quá. Em bị tâm lý nhiều lắm luôn. Em cứ nói anh Tú thôi bỏ em đi để tìm người khác sanh con cho anh. Chứ em hư quá, có con mà em không giữ được á. Tối nằm cũng nằm ôm anh Tú ngủ mà ướt khóc ướt áo ướt ngực ảnh hết. Sau đó là bao lâu rồi mới có đứa đầu tiên bây giờ? Dạ 2 năm. Thì cái cảm xúc của em lúc đó làm sao? Tháng nào hai chồng cũng canh hết trơn á. Thành ra là cái lần đó biết sớm quá, anh Tú mới nói thôi từ từ mình hả báo. Cái bé đầu kia là mình vui quá. Mình báo hết người này người kia rồi mình kiểu như là mình vui quá độ đi á. Thành mình ra nghĩ là nó không có tốt. Dạ. Đúng không? Bây giờ mình cứ từ từ bé nó chắc chắn rồi mình sẽ thông báo cho ông bà. Thông báo cho bạn bè sau. Rồi bé đầu xong rồi bé tiếp tục là bao lâu mới có? Dạ em có liền luôn. Có em không dám ra được cái ra ngoài luôn. Dạ. Đúng rồi. 9 tháng là sau á. Là ra nữa. Dạ. Rồi cái đứa thứ ba? Đứa thứ ba thì em cảm giác là ngưng lại thời gian là 2 năm. Hai năm. Dạ. Rồi cái bé thứ tư? Là 3 năm. Năm 1, năm 2, năm 3. Chưa có năm đang học. Còn giờ có tiếp nữa không? Em ngưng rồi. Anh Tú nói năm sau, năm tuổi anh đẻ con gái Úc. Nó ẩn tuổi cha tốt lắm á. Dụ em hoài. Có nghĩa là thêm đứa nữa là đặt tên là đại học. Dạ. Bây giờ bắt đầu mình đi vào cái phần mà quan trọng đó chị. Anh chị ha. Thấy hai vợ chồng này vui quá à. Đại hội vạch mặt đó. Cái phần đó đó. Anh ấy có những cái tật xấu gì nè? Ông xã em thì em thấy ít tật xấu lắm. Nhưng mà có một chút xíu chơi game. Mê game. Dạ. Có hơi lớn tiếng với con một chút. Trong mắt em vậy là cảm thấy anh bây giờ là hoàn hảo. Thôi bây giờ tới em. Tới em đó. Bé Liên vợ em thì xấu ăn, xấu ngủ, xấu ở. Xấu ở là sao? Xấu ở là mỗi lần mà nhà cửa bời bộn, rồi đồ đạc để không đúng nơi, con cái thì nói chung là đi học giờ thì mấy bé để đồ đạc lung tung hết. Thì cằn nhằn trong nhà với em vậy đó. Cái đó là cái xấu ở đó. Xấu ăn là sao? Đói lên là phải hối thúc em. Nhanh. Xấu đói không ăn. Vậy là quạo là xấu đói. Đói bụng là quạo luôn. Mà bà có giỏ nữa. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa nè? Hết rồi, có nhiêu đó thôi. Mười mấy năm ở chung với nhau mà cái tật xấu mà hai người kể mà thấy có chút xíu, nó nhỏ nhoi quá, giờ sao đây? Thôi để coi. Vậy em muốn vợ em thay đổi gì không? Liên nấu ăn ok không? Gần đây thì nấu ăn ngon. Cười kìa. Cười có nghĩa là chắc cũng được thôi, đúng không? Có một lần là hồi đó mới cưới là em chưa có biết nấu ăn. Cái cô bếp cổ đi về quê, mẹ đem đồ ăn về, mẹ nói Liên bữa nay con nấu ăn nha. Trời, em xanh lét mặt mày hết. Em nói anh ơi hết rồi giờ sao anh. Rồi cái anh nói để anh xuống anh nấu 1 phút 30 giây xong xuôi hết. Vậy là Tú nấu ăn ngon. Dạ nấu ăn ngon. Bưng lên cái ba mẹ ăn, ba mẹ nói y Liên bữa nay nấu ăn được cái ta. Ôi ơi ai ngờ đó. Đâu hai chồng ngồi cười tủm tỉm. Lần đầu tiên ba mẹ biết điều này. Bây giờ ba mẹ biết. Coi như là một bí mật giấu mười mấy năm, bữa nay bây mới giờ loài ra rồi đó. Nhưng mà giờ con dâu đã nấu ăn được. Vậy sao giờ Liên muốn Tú thay đổi điều gì? Em chỉ muốn ông xã em giữ gìn sức khỏe, ngủ đúng giấc, rồi ăn đúng giờ. Với lại có dạy con thì nhỏ nhỏ, đừng lớn tiếng với con nhiều quá. Thì Tú có mong Liên thay đổi gì không? Dạ không có đâu. Vậy thôi đó hả? Giữ nguyên vậy đó hả? Giữ nguyên bổn cũ. Trời ơi, cái cặp này tôi nói thế là quá đặc biệt luôn á trời ạ. Mười mấy năm mà thứ nhất là nhìn phọt của hai anh chị giống như mới cưới hồi hôm. Đúng rồi.
anh bất ngờ á. Dạ. Bốn đứa con rồi mà cái tình cảm á, mà nói với nhau á, cũng giống như mới cưới hồi hôn. Dạ. Thì á, chương trình chỉ biết là đầu tiên là cảm ơn tụi em từ Bình Dương lên đây tham gia chương trình, chia sẻ về cái hạnh phúc của mình. Sau đó là chỉ biết chúc tụi em cứ như thế hạnh phúc hoài như vậy thôi. Nghe. Mà cái lò vỏ ngày càng phát triển. Đúng rồi, càng nhiều môn sinh. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Dạ. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy. Ôm luôn. Rồi bây giờ tới Trung đó. Sau thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hay quát lắm. Trông hay thôi mà hay quát lắm. Quát em hả? Vâng. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Wow. Mời hai mời em. Wow, trên sân khấu hôm nay là phải nói nha, những người phụ nữ lên đây đều tuyệt vời hẳn ra. Đó. Mình rất là Bluetooth đúng không? Ồ, đẹp các chị. Chưa, đều là mắt sao gà như nhau. Rồi, chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, chào anh chị. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, đầu tiên em xin giới thiệu em là Trung. Chồng của Hồng Nhung đây. Hiện đây là cái gì Trung? Đừng nói em Quốc Trung. Em là Đức Trung. Đức Trung. Tưởng Quốc Trung là em Quốc Thuận. Ừ đó, Quốc Trung là em Quốc Thuận rồi. Nay em 33 tuổi, đang ở sinh sống ở Hà Nội. Hiện thì em đang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Dạ em chào anh chị ạ. Em tên là Hồng Nhung và em năm nay là 34 tuổi. Thì em cũng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Và hai vợ chồng cũng có chấm nở tình yêu và xuất phát từ tình yêu từ cái ngành tiếp viên hàng không. Thì hiện tại em vừa làm tiếp viên hàng không và làm giám đốc của công ty riêng về xuất nhập khẩu mỹ phẩm ở nước Hoa. Như vậy là chắc có lẽ là cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc có lẽ là gặp ở trên máy bay đúng không? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau thì đang ở thời gian huấn luyện của Vietnam Airlines. Ấn tượng thì lúc đấy cũng chưa có ấn tượng gì cả. Thế nào lại gặp được cô gái lại cũng thích chơi thể thao. Chiều đến em hay chơi thể thao, thấy vợ em ra chơi thể thao với một bạn nữa, bóng rổ. Thấy ấn tượng quá, cá tính quá, cũng xin, ngày xưa chỉ có số điện thoại với cả nick Yahoo. Thế là xin contact của nhau rồi liên hệ với nhau. Cách đây bao lâu rồi? Đó là vào năm 2010 anh ạ. Ồ, lâu rồi. Là 12 năm rồi. 12 năm trước. Còn dạ. Em sao? Tự nhiên em, tức là lúc đó em thực sự là em rất mê cái môn thể thao đó. Bóng chuyền. Thực sự thì em cũng thích chơi thể thao từ bé. Thì em hay chơi môn thể thao là đá cầu. Và bóng chuyền, bóng rổ thì cũng biết chơi một chút. Tính cách cũng khá là mạnh mẽ nên là cũng hay thích chơi với cả con trai và hay thích chơi các môn thể thao. Xong rồi cũng nhìn thấy nhau nhưng mà cũng không có gì ấn tượng với bạn ý ít tuổi hơn. Cái tiêu chuẩn của em là không có lựa chọn bạn trai ít tuổi hơn. Cho nên em cũng không có ấn tượng với những bạn trai ít tuổi. Mà em lựa chọn là phải hơn em ít nhất là 5-10 tuổi rồi hơn một cái đầu cái suy nghĩ tư duy nó cũng phải hơn. Thì mình mới có cái để mắt. Thực ra thì thời điểm đấy là bọn em hay tâm sự với nhau. Đều học xa nhà cả. Xong rồi thời điểm đấy em cũng sau một thời gian cũng mới chia tay người yêu cũ. Hay tâm sự. Xong rồi cũng qua những câu chuyện đấy thì em nghĩ là có cảm tình với nhau thôi. Chứ còn thực ra bọn em không có ai tỏ tình hay là ngỏ lời là người yêu anh hay là làm người yêu em nhé. Em thầy xưa đi học thì thời gian rảnh cũng nhiều. Thì là tối là hay hồi đấy bắt đầu quen nhau rồi nói chuyện nhau rồi. Thì hay rủ vợ đi là người yêu ngày đấy đi dạo phố. À chứ người là người yêu chứ mới là đối tượng mình nhắm tới thôi. Thế là sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không phải ngã đấy. An toàn giao thông đi. À anh phải ra bóng. Thế là sau một vài lần trêu rồi ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thì coi như là nhận lời, coi như cũng chả ai tỏ tình với. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy. Ủa như vậy là em hơn bạn mấy tuổi? À em hơn anh Trung 3 tuổi ạ. Cái cảm xúc nó ngộ lắm, chị nói thiệt, em chị cũng vậy mà. Có lúc thế, có lúc mà chị 22 tuổi á, dạ. Là lúc bằng em cái thời điểm đó. Dạ, đấy là ông xã chị là lúc là anh Tuấn Anh, lúc anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Cũng cách nhau 3 tuổi ạ chị. Cho nên là mình không bao giờ mình nghĩ là kiểu như là sẽ đến với nhau đâu, nhưng mà mặc dù trong lòng rất là thích luôn á. Như vậy là cái tình yêu của các bạn như vậy là trong cho đến lúc coi như là lấy nhau thì nó có suôn sẻ không? Nó có chia tay chia chân gì không? Bọn em thì cũng có một lần chia tay nhau rất là lâu. Cái giai đoạn đấy là thời điểm mà anh xã em ra Hà Nội mấy tháng.
Thì em bọn em có cãi nhau, có những cái mâu thuẫn rồi những cái không phù hợp về về suy nghĩ chia sẻ, thì cũng chia tay nhau mất khoảng một tháng, gián đoạn trong một tháng. Thế xong đó là cũng vẫn thấy có thiếu người chia sẻ, xong rồi trống vắng, thế là lại nói chuyện lại và lại quay lại. Thế xong đấy thì khi mà em yêu anh ấy một thời gian thì em bay ở trong Sài Gòn thì hơn một năm, năm rưỡi thì em lại chuyển sân ra Hà Nội để bay. Thế thì thời gian đấy thì là hai gia đình cũng biết là hai đứa yêu nhau và có qua lại với nhau và biết là em hơn tuổi chồng em. Thế thì ông bà cũng hai bên rất là phản đối luôn và không đồng ý một chút nào, bởi vì là bố mẹ em thì cũng muốn là con gái gặp một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo được cho gia đình, và sợ là sau này nó có cái ảnh hưởng về ngoại hình thì vợ sẽ bị già hơn chồng, sẽ bỏ mình đấy. Đó. Vâng, thì vợ bên gia đình nhà anh ý thì cũng như thế, thì cũng muốn là anh ý đang còn trẻ, nhiều cơ hội, thì cũng còn nhiều thời gian để mà rèn luyện và tìm được một cái người nó phù hợp với tuổi tác hơn. Nói chung là bố mẹ thì phản đối phần chính là vì tuổi tác. Và có lần thì em cũng, hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bộ khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng máu liệt. Càng cấm cản máu em ạ. Đấy, tuổi trẻ đấy. Thế, đúng rồi. Máu lắm rồi chung. Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Nhưng mà làm sao để cho hai gia đình coi như hết phản đối và chấp nhận? Thực ra cũng là do bản thân mình thôi, em nghĩ thế. Xong rồi bọn em thì lúc đầu khi gia đình nghe thì cũng không đồng ý, nhưng mà khi gặp mặt nhau rồi thì bố mẹ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi tiếp xúc với Nhung thì thấy Nhung cũng là một người phụ nữ mà người đàn ông có thể gửi phần đời của lại của mình. Nói nghe nhỏ bé quá, đàn ông nhỏ bé quá. Nhưng nói thế chứ mình ra ngoài đường thì mình to, về nhà mình vẫn là cá con. Ngoài đường cá mập. Ra đường cá mập, về nhà cá con. Đó. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa là trên hai cái tuyến đường bay khác nhau hả? Hay là bay chung một máy bay? Dạ, thi thoảng bắt đầu mới có một chuyến đi chung. Còn đâu thì là em với vợ em là khác đội. Ừ, khác đội đúng không? Dạ. Thế rồi có ghen qua ghen lại không? Chứ chị thấy bay suốt ngày trên trời. Thế đứa nào cũng trai xinh gái đẹp này chết trên giờ. Thực ra vợ chồng em cũng hiểu nhau thì cũng hiểu công việc của nhau mà. Hành nghề phải như vậy, phải đi đây đi đó, phải mất thời gian. Thì cũng không ít khi xảy ra cái chuyện. Không ghen. Em thề đi, em có ghen không? Thi thoảng gọi không được thì mới hơi hơi thôi. Trên giờ làm sao, làm sao mà gọi thường xuyên cũng được cái chứ. Đấy thì em sợ là đi vẫn chưa đáp. Hay là đáp rồi mà vẫn để chế độ máy bay. Thành ra mới hơi tò mò tí. Em sao? Không, chồng thế này chết dở đấy bà. Có ghen không? Thực ra thì là em nói chung là cũng hai vợ chồng em thì cũng có một chút. Chứ không có ai là ghen nhiều hết. Bởi vì thực ra là bọn em rất là may mắn, bởi vì là công việc nó gắn kết với nhau từ cái hồi mà bắt đầu yêu và bắt đầu đi học. Xong đó là cái thời gian mà gắn bó với nhau nó cũng lâu. Thì khi mà bọn em đi làm thì bọn em cũng có hiểu cái tính chất công việc của nhau. Thì đi thường xuyên và mỗi cái tổ thì là có những cái tiếp viên, những cái phi công cũng khác nhau chứ không phải tổ nào cũng giống nhau. Thì bọn em cũng có những cái sinh hoạt chung với cả các anh các chị. Thì nếu như mà có cái gì đó mà nó khác lạ thì là trong tổ cũng đã đồn biết ngay đúng không? Biết luôn. Và mình rất là nhạy cảm chị ạ. Mình sẽ cảm nhận được luôn là cái tình cảm có cái gì thay đổi hay không, rồi cái sự mà ứng xử ra là cái đó là mình cũng khá là nhạy cảm. Em nghĩ là bọn em cũng không có nhiều cái sự ghen tuông trong cái chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ thôi mình đến cái phần kia đi. Dạ. Hai vợ chồng em là coi như là lấy nhau 2013. Đúng rồi ạ. Cho tới bây giờ là 2022. Làm. Là 9 năm. Thì bây giờ có những cái tật xấu, có những cái tật gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng thì bây giờ sẵn lên đây thì mình khui đi em. Dạ. Nhung có xem chương trình này rồi đúng không? Em có xem. Đến cái rồi. Phần này là phần bóc phốt ạ. Các chị là rất thích mà, các chị vợ rất thích. Đúng, các anh cũng thích chứ làm gì có mình các Chung chị có thích không Chung? Em không. Em không. Anh không hề thích luôn. Tại vì đàn ông là nhiều tật xấu lắm, thành ra chị em thì chỉ đợi cơ hội này để kể ra thôi. Cái thời điểm mà mới lấy nhau về ấy, thực sự là cũng bị sốc chị ạ. Bởi vì là trước đó thì yêu nhau thì rất là quan tâm,
à, ngày xưa anh không có bạn bè tụ tập nhau ăn uống nhậu nhẹt nhiều, thế nhưng mà cái thời gian mà lấy nhau về thì em có bầu em bé, thế xong rồi anh lại thường xuyên đi bay, và đi bay thì gặp bạn bè, xong đó là cứ chuyến bay cuối chuyến bay thì lại về là hẹn nhau đi ăn này, ăn xong rồi đôi ba chén rượu, xong bắt đầu dần dần nó thành cái thói quen, thành cái nếp á chị. Và có lúc hôm là còn đi nhậu về đêm luôn, 2-3 giờ sáng ấy. Em cũng rất là stress về cái việc là không quan tâm đến vợ và hay đi nhậu như thế, nhất là lúc đang mang bầu rồi. Vâng, đúng rồi, cái lúc đấy mình cũng bị căng thẳng theo, cũng mệt, tủi thân. Anh ấy có cái tật xấu như thế thì là em không thích nhất. Còn đàn ông thì có rất là nhiều cái tính, ví dụ như là bừa bộn, bẩn thỉu, thì những cái đó cũng thi thoảng cũng càm ràm, nhưng nó cũng không phải là cái quá to để mình để tâm đến, mà mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là chia sẻ cùng với cả nhau, quan tâm nhau và quan tâm đến cái gia đình, cái đứa con của mình. Nhưng mà cái đó là trước đây, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiện tại thì anh ấy cũng chăm lo cho gia đình hơn, cũng bớt nhậu hơn, nhưng mà vẫn có cái tật là đi nhậu, đã nhậu là phải nhậu tới bến. Đó là tật xấu đó. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ biết kiềm chế những cái được, cần trô được cái điểm dừng đó. Đó là mong muốn thay đổi luôn rồi đó. Vâng, em mong muốn cái điều đó nhất. Xong đó là tập trung cho cái việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con cái hơn. Có thường xuyên trò chuyện với con gái không? À đó, còn một cái tật nữa là chồng em nhiều khi là cũng say mê game đó. Là đó, chơi là cũng chơi hơi lâu. Em cũng mong là giảm bớt đi một chút xíu. Để có thời gian để dạy dỗ con nhiều hơn. Mê game. Rồi bây giờ tới Trung đó. Xấu thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm hả? Cảm giảm hay quá lắm. Trông ngày tôi hay quá lắm. Quá em hả? Vâng. Mà nhiều khi cô biết là chơi game đâu, nhiều khi em đang đọc sách. Tại vì em đọc trên iPad mà. Lại bảo chơi game. Em đam mê về đá bóng. Thích đi đá bóng và thích chơi những game mà liên quan đến đá bóng. Nhưng mà em cũng có một cái thời gian quy định thôi. Tức là sau khi con ngủ rồi. Tối tối muộn muộn 10 giờ em chơi. Thành ra chơi hơi muộn. Có thể là vợ đợi mình lên giường lâu quá. Thành ra vợ quay ra quy mình là mê chơi game. Lâu lâu lắm rồi, máy để bụi lắm rồi, không chơi đâu. Thế vợ hay để trong lòng, nhiều khi cứ thấy ngồi cầm máy là cầm máy thôi là chơi game. Mặc định luôn, cứ cầm máy là game. Đó là giải thích đó. Rồi bây giờ tật xấu của vợ nè. Quá cầm ràm nè. Hay quát cả quát. Chồng cả con. Mà nhất là cái thời gian mà đợt rồi dịch ở nhà nhiều quá. Xì chết đấy. Hay quát, nhưng mà thôi đối với em mình quen rồi, ở nhau gần 10 năm. Bây giờ là quát thì thôi dắt con đi vào trong phòng trốn. Vợ còn tật xấu gì nữa không? Ngoài quát chồng ra còn cái gì nữa không? Em có một tật xấu mà thực ra cũng là một cái điểm tốt. Vợ em là khá đam mê công việc. Gần như là những cái thời điểm mà ngày xưa còn bay ấy, thì còn ít làm công việc ngoài, nhưng mà khi đã nghỉ công việc đi bay rồi, vợ em lại càng tập trung vào cái việc kinh doanh nhiều hơn. Công việc kinh doanh ấy. Thì nhiều khi là do tập trung quá cũng quên hết những thứ xung quanh. Đôi khi quên cả chồng cả con đang ở đâu. Vậy á. Đó là hôm trước thì mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Đấy, bây giờ cô vẫn nhớ câu chuyện đấy cách đây 2 năm rồi. Ra thì em cũng hay đãng trí. Cho nên nhà em bây giờ làm khóa là phải khóa vân tay hết. Toàn bộ. Còn chìa khóa xe máy với chìa khóa ô tô thì thoảng cũng có quên. Đi lên xong lại đi xuống. Thế còn những cái chuyện mà ngày xưa thì là em cũng không nhớ được kỹ lắm. Bởi vì là thực ra thì là bây giờ cái khối lượng công việc của em nó cũng hơi nhiều. Và thời gian rảnh thì em cũng muốn là tập trung dành. Có thời gian thì em tập trung em dành cho con cái. Bây giờ chứ như em chỉ có mong muốn chồng em là bớt đi nhậu thôi đúng không? Yes. Bớt nhậu bớt game nữa. Game thì bây giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi. Đấy, em quát nhiều em mong vợ em ít quát. Mong vợ con nó cũng đỡ sợ mà em cũng đỡ sợ. Thì thực ra bây giờ hai bạn ở với nhau cũng 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ bắt đầu cái tình yêu nó chuyển thành cái tình nghĩa rồi. Vâng. Đúng không? Mặc dù hai đứa còn rất là trẻ luôn á. Nhưng mà cái nghĩa nó nhiều hơn. Thành ra là chị nghĩ là nếu mà cái gì có thể thay đổi được thì thay đổi. Cảm ơn Trung với Hồng Nhung nha. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Chúc cho hai em sẽ luôn tận hưởng hạnh phúc. Và hạnh cái phúc. Công ty ha. Là công ty công phải ty phát đạt. Triển hơn nữa. Dạ. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Rồi.
mà đi tới thác Giang Điền, mà nói từ Phạm Văn Hai mà nói tới thác Giang Điền. Khang nói nhiều dữ lắm. Dạ em cũng làm MC đó. Bây giờ nghĩ là không biết nói cái gì. Em nói là anh ơi, thôi bây giờ mình quen nhau đi. Em chờ một hồi lâu, ông mới nhắn lại, ông nói là cái chuyện này không phải phụ nữ nói. Em đi về Sài Gòn đi rồi mình tính. Đúng sĩ diện, tự ái chứ em. Dạ hơi bị quê nữa. Hạnh phúc thật sự đối với gia đình nhỏ của mình cũng như đối với cha mẹ thì đó là cái điều mà Vân xin với anh chị. Thì rất mong là anh chị nếu có coi chương trình này thì hãy gọi là đón nhận Khang. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chị nhận ra bạn này không? Gương mặt quen lắm á nghe. À, một diễn viên, một biên đạo múa. À, rất là giỏi nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, lời nói đầu tiên xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Phước Thuận đó, cùng toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Nguyễn Khang. Còn đây là vợ em là Phương Dung. Dạ. Khang năm nay là bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Dạ năm nay Khang em 37 tuổi. Hiện nay đang công việc chính là MC và biên tập chương trình. Khang 37 tuổi mà nhìn trẻ măng, quá trẻ mặn luôn á. 37 là nhỏ tôi có mấy tuổi rồi đó mà trẻ quá. Em cũng trẻ. Trẻ mà. Anh Thuận trẻ. Đến cái độ mà cháu nó không chịu mọc tóc luôn. Còn em bé sơ sinh mà. Dạ. Rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân. Dạ em chào anh Quốc Thuận. Em là Phương Dung. Hiện em là huấn luyện viên cách quốc ạ. Dung nhiêu tuổi rồi nè? Dạ em nhỏ hơn ảnh 1 tuổi. Trời ơi. Sao có trẻ măng vậy? Trẻ măng, trẻ măng. Mà gọi là bún mè sữa đúng không? Nghe. Câu chuyện tình yêu của các em nó như thế nào? Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ở đâu? Hai vợ chồng quen biết với nhau được hơn tính tới thời điểm này là 13 năm. Wow. Là trước đó là lúc đó thời điểm đó là em lúc đó em có đi hát, nhưng mà lúc đó tự nhiên có một cái bạn đó, bạn mời em làm MC cho một cái chương trình về áo cưới cho bạn đó. Thì cái bữa đó thì em vừa làm MC thì vợ em lúc thời điểm đó là một cô gái diễn trong cái chương trình đó. Người mẫu đúng không? Người mẫu trong cái chương trình đó. Khúc cuối chương trình á, thì là có là giống như là tất cả các người mẫu sẽ cùng đi ra để mà đi một chào vòng đó. Bạn này thì bị lẻ loi. Thì cuối cùng thôi thì em đi một em mình. Em phải sấn vô. Em sấn vô liền. Em đâu có để bình thường gì được. Em sấn vô liền. Em đi với anh. Thế là đi. Mình cũng không có nghĩ có chuyện gì hết. 3 ngày sau thì hai vợ chồng được cùng một cuộc gọi điện thoại là đi chụp hình cưới chung. Nhưng mà là khác cặp. Khi đi về á, đi về thì mới là gặp, ngồi trên xe mới gặp nhau, mới nói chuyện nhiều. Thì lúc đó em cũng không nghĩ là lại có duyên tới như vậy. Cái lần đầu mà gặp á, thật sự ra hồi đó còn trẻ nên hơi mê trai chút xíu. Lúc mà chụp hình xong rồi lên xe là được nói chuyện nhiều. Dạ, mà em... ai là người chủ động nói nhiều hơn? Dạ ảnh. Tại vì hồi đó em không có nói chuyện. Em mà cũng không hiểu tại sao nữa là đi xe mà đi từ Phạm Văn Hai á, mà đi tới thác Giang Điền, mà nói từ Phạm Văn Hai mà nói tới thác Giang Điền. Khang nói nhiều dữ lắm. Dạ em cũng không biết làm MC đó. Bây giờ nghĩ là không biết nói cái gì. Xong rồi tới lúc đi về ổng lại lợi ngồi tiếp nữa mà vẫn nói, nói từ thác Giang Điền nói về tới Phạm Văn Hai. Chà, xong rồi nó năng lượng dồi dào dữ. Nhưng mà lúc đó là cái cảm giác mà ảnh nói như vậy á, làm cho em bực mình hay là em mê mệt? Dạ mê chứ. Mê tại mệt khoái mà. Thật sự ra là thời điểm đó thì em cũng xin thông báo luôn là em đã có bạn gái rồi. Nói chung là mình chỉ ngồi lên mỉa mà mình bắt chuyện để mình nói chuyện cho nó đỡ buồn thôi. Nói cho hề cho vui. Em cho anh xin số điện thoại đi, lỡ mai mốt anh có show anh gọi em. Dạ. Thì cái lúc đó thật sự ra là mình chỉ lấy cái mối quan hệ để sau này mình làm việc thôi. Sau cái bữa đó là về, bạn này có điện thoại cho em liền? Dạ về nhắn tin liền. Bao nhiêu tiền em dồn vô để em nhắn tin. Nhắn tin nhắn bạn. Dạ đúng. Rồi đến khi nào thì mới bắt đầu dứt cái mối tình kia để chuyển qua mối tình này? Dạ, bao nhiêu lâu? 6 tháng. Trong cái 6 tháng đó thì vợ bị mất cái điện thoại thì không có liên lạc một thời gian dài luôn, là không có nhắn tin nữa. Trong 6 tháng đó thì lúc đó em mới chia tay với bạn gái cũ. Thì tự nhiên bữa đó ngồi buồn buồn, tự nhiên lọc cái điện thoại, tự nhiên thấy có con bé này lúc trước mình có nhắn tin nè, lâu lắm rồi không gặp. Khi thế là tự nhiên mình mở tin nhắn ra mình nhắn tin. Mỗi lần mà cái số đẹp mà nhắn tới á là cứ nhắn lại hỏi là phải anh Khang không? Mà cứ không phải. Cứ nhắn tới là em hỏi, nhắn tới là em hỏi mà không phải. Anh nhớ ảnh đúng không? Dạ, bây giờ không biết sao liên lạc luôn. Tự nhiên cái bữa đó là coi như chắc cũng gần bỏ đi cái hy vọng rồi. Cũng là số nhạc, số lạ anh nhắn tới nhưng mà là cái số nó hơi đẹp đẹp chút xíu á. Cái em mới hỏi cái thì nói là anh nè. Tìm muốn rớt ra ngoài luôn đúng không? Dạ, bây giờ kể như em đang mê trai. Không sao em, bây giờ tại vì trai này đã là của mình rồi. Bắt đầu là từ đó là em phải bắt đầu phải tìm mọi cách để tiến tới. Về tỏ tình thì ai là người chủ động tỏ tình?
Thì cái lúc đó đó là em đi diễn tỉnh. Xong cái em mới suy nghĩ, em nói là bây giờ mà cứ để vậy hoài thì nó mất, giống như cái đợt cái số liên lạc bị mất á. Cho nên là thôi, năm ăn năm thua. Em nhắn tin, em nói là anh ơi, thôi bây giờ mình quen nhau đi. Em chờ một hồi lâu, ông mới nhắn lại, ông nói là cái chuyện này không phải phụ nữ nói, em đi về Sài Gòn đi rồi mình tính. Đúng sĩ diện, tự ái chứ em. Dạ. Hơi bị quê nữa. Nhưng tại vì tự dưng kèo dưới ngang ngược tại, vậy. Tại vì biết sao hôm lúc đó là đang là em gái của em. Ừ, em gái nuôi á. Đây là đến lúc đó. Đi ra đường giới thiệu cho bạn bè. Ê, em gái tao, em gái tao. Tại vì hai cái mặt của hai vợ chồng nó cũng tựa tựa với nhau. Nói ra thì ai cũng nghĩ là anh em với nhau. Thực sự là khi mà về Sài Gòn á thì nói chung là em đã xác định rất là rõ ràng, nghĩa là khi mà mình không còn bướng bận, không có quen ai nữa hết, với lại mình cũng cảm thấy là cái người này họ cũng rất là thương mình và em thật sự em cũng thích người ấy nữa. Thì vào đúng cái ngày 1 tây tháng 10 năm 2007 thì mới hẹn ra cà phê. Cũng còn nhớ luôn, bữa đó bận một cái đầm màu trắng rất là dễ thương, thắt bính kéo dài xuống vậy nè. Thì lúc đó em mới chính thức là ngỏ lời là anh là bạn trai, cho anh quen nha, kiểu vậy đó. Có rơi nước mắt không? Dạ có. Có đúng không? Hai đứa thường xuyên hẹn hò như thế nào? Đây cũng là một trong những cái lý do mà ổng quen em á, là tại vì ra công viên 23 tháng 9 là chỉ có bịch bánh tráng 5.000 thôi anh. Em dễ dãi tới vậy luôn. Một lần đi chơi hết có 5.000 bạc thôi. Kế bên nó có một cái bot. Ngày xưa nó có một cái bot bán đò nước tự động á. Là mình còn xài mấy cái đồng xu á. Đó, cứ gom cái đống xu cái rồi vô xong. Em uống gì em? Dạ, nghe nước tới nỗi mà dán từng đồng xu chỉ để đúng uống nước suối thôi. Giờ là từ mười mấy năm nay quen chỉ uống nước suối, không uống nước ngọt. Nhờ đó. Vậy mà hai đứa bay trẻ, tụi em uống tinh khiết, nước suối tinh khiết cho trẻ. Trẻ, khỏe, đúng không? Tôi là tôi thấy em uống nước ngọt không á nha. Thì cà phê sữa, tôi nói thiệt. Bởi vì hai chị em mình mới ra nông nổi này nè. Thực sự mà nói luôn. Thôi hai chị em mình phải uống nước suối ra một rồi. Phải, nước suối thôi. Nước suối gì bỏ à. Sau đó tình yêu của em bao lâu thì mới đám cưới? Thì hai đứa quen nhau được khoảng 3 năm. Thì trong cái khoảng thời gian mà 3 năm đó thì nói chung là gia đình của bên Dung á cũng không có đồng ý em không cưới, nói chung là không chịu em luôn á. Lý do tại vì trong cái quan điểm của gia đình của bên vợ á là muốn cho Dung đi nước ngoài, nhưng mà thật sự ra mà nói thì cũng rất là nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra. Cái thời điểm đó là em đi làm rất là nhiều, hồi đó nói chung là con gái làm bao nhiêu tiền thì mẹ giữ hết. Em không có giữ tiền, cái nhà em thì cũng khó khăn chứ cũng không có khá giả gì hết. Mẹ em mới nói là trời Dung ơi, tao thấy mày ở nhà mà mày làm đủ mọi việc như thế này, mày tao thấy mày khổ quá, thôi bây giờ mày muốn lấy ai mày quen ai thôi kệ mày, thì mày cứ lấy đi, nhưng mà sướng thì mày chịu mà khổ mày cũng chịu, sau này á mày có khổ như thế nào đó thì mày cũng không có được quay về nhà. Từ lúc đó rồi bắt đầu em mới nói với anh Khang, thì anh Khang mới bắt đầu nói bố mẹ rồi về hỏi cưới. Vậy là hai đứa là lấy nhau được bao lâu rồi ta? Dạ 10 năm. Bây giờ sau 10 năm ở chung với anh Khang thì bây giờ thấy thế nào? Thật ra thì trong cái thời điểm đó thì em không dám về nhà. Mà có chuyện em cũng không dám tâm sự với ai hết, cắn răng chịu đựng một mình thôi. Bây giờ thì ba mẹ bên em đã ok hết rồi chưa? Hiện tại vẫn còn khó khăn chút xíu. Tức là vẫn chưa chấp nhận luôn á hả? Thật ra đó là từ lúc cưới về á, anh ấy cứ đi miết, đi thường xuyên luôn. Không cần biết ở gia đình là vợ con của mình như thế nào, bạn chỉ biết bản thân của mình vui, còn lại là bỏ hết. Lúc đó đó là chỉ có mẹ chồng của em kế bên thôi. Mẹ ruột em biết điều đó đúng không? Dạ biết chị. Cho nên là mẹ mới buồn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái việc mà Khang không để tâm đến em rồi khiến cho mẹ buồn như vậy á, thì cái trong thời gian bao lâu? Cũng phải 7 năm. 7 năm là mới chấm dứt đây khoảng 3 năm thôi. 3 năm. Dạ. Năm. Mới chấm dứt từ khi mẹ chồng mất. Tại sao mà cứ hỏi kỹ cái câu chuyện của tụi em như vậy? Để ba mẹ của Dung nếu có coi cái này thì ba mẹ của Dung sẽ một phần nào hiểu được bạn Khang này, là cái công việc của nghệ sĩ, mà nhất là những cái nghề giống như là Khang, là phải đi, tức là đi tỉnh nhiều. Trước khi gặp Dung á là cũng đã làm cái công việc đó rồi, là bạn đi tỉnh thành suốt, bạn đi làm việc, và bạn chủ yếu là bạn sống với lại anh em ở trong nghề á. Thì thành ra nó gần như nó là một cái nếp mà khó có thể bỏ được trong một sớm một chiều. Ngay cái thời điểm mà bạn ấy lấy vợ thì thứ nhất là sự nghiệp chưa ổn định, tiền bạc cũng chưa có nhiều, và bạn chỉ chăm chăm một cái hướng của bạn là
kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp để lo cho gia đình nhỏ của mình. Thành ra là xảy ra những cái sự việc ngoài ý muốn đối với Dung. Đó thì Vân chỉ thấy là cái thời gian hai bạn quen với nhau đã quá lâu, 13 năm trời đồng hành bên nhau cho tới giờ phút này, thì cũng mong là anh chị mở lòng với con rể của mình. Bởi vì khi mà anh chị mở lòng như vậy thì cái điều đầu tiên, cái người hạnh phúc sung sướng là Dung, là con gái của anh chị. Để mà Dung có một cái cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc thật sự đối với gia đình nhỏ của mình cũng như đối với cha mẹ, thì đó là cái điều mà Vân xin với anh chị. Thì rất mong là anh chị nếu có coi chương trình này thì hãy gọi là đón nhận Khang, để mà cho gia đình của Khang với Dung là hạnh phúc. Cảm ơn chị Dục Vân, cảm ơn Quốc Thuận đã có những cái sự chia sẻ cũng như là những cái lời mà thật sự từ bấy lâu nay mà em không thể nói ra được. Mặc dù rằng là vợ chồng em sau khoảng thời gian nó khó khăn thì hiện tại bây giờ gia đình nó bắt đầu nó đã đầm ấm, bắt đầu nó đã có như như là nổ lửa ăn cơm chung với nhau, rồi gia đình chăm sóc cùng với con cái là cũng coi gọi là một cái gia đình hạnh phúc. Tới ngày hôm nay thì mọi thứ con cũng đã cố gắng, tất cả mọi thứ con cũng đã cố gắng để chăm sóc được cho vợ con, rồi cũng như dành tất cả mọi thời gian chỉ có gia đình mà thôi. Trên cái phương diện là một người con cũng xin lỗi ba mẹ, và con cũng mong muốn rằng là ba mẹ vẫn có thể chấp nhận hàng rể con đó, để con có thể tiếp tục để lo cho vợ con, để cho vợ con không có phải bị những cái tâm lý bị áp lực vui lên, chứ bây giờ là ngồi mà cứ sụp xịt khóc kiểu này thì cũng tội. Theo chương trình này về rồi chắc chắn, thưa hai anh chị, chắc chắn sẽ tốt hơn. Chị nói cái câu ông bà mà nói không bao giờ sai, đồng vợ đồng chồng tắt biển đông mới cạn. Và công việc hai bạn gần như là tương đồng với nhau rồi. Tụi em cũng cảm nhận thấy điều đó từ khoảng gần hơn một năm nay, như là hai vợ chồng cùng làm chung với nhau thì nói chung là mọi thứ nó đều happy. Nó hợp rồi đó, hợp rồi đó. Mình show ra hết, mình không hề giấu giếm bất kỳ cái gì nữa. Tới giây phút này thì anh thấy con mắt của vợ em nó giãn ra được chút rồi đó. Là không còn buồn nữa. Thôi bây giờ tới phần em đó. Bây giờ cô ấy có thật xấu không? Đó chứ. Kể lẹ đi cho giãn con mắt ra. Làm biến. Làm biến không? Thì khổ tâm ghê luôn á. Đã thứ nhất nè, để nói trẻ cho nghe. Em nói là đã vừa làm biến rồi nè. Chờ cái giai đoạn. Em chờ cái giai đoạn này mà. Rồi cái kiểu giống như là vô tâm, mà cái kiểu cái đổ thừa là bị mất trí nhớ á. Ngày hôm qua nè, tật đổ thừa đó. Đổ thừa mới ngày hôm qua luôn. Mình vừa về tới nhà mình mở cửa ra, cái gì đâu mà nguyên cái nhà mở hết toàn bộ đèn lên luôn. Mà không thấy ba đâu hết. Bao nhiêu cái đèn mở banh luôn, từ toilet cho tới phòng ngủ, phòng khách cho tới nhà kho mở hết luôn. Ủa sao không chịu tắt? Mình đi xuống xíu tắt đi. Nhiều khi em nói là đồ á, em là người giặt đồ, em là người phơi đồ, em cũng là người đi lấy đồ, em cũng là người đi ủi đồ, mà kêu xếp đồ không xếp. Nó kêu thôi để nhiều xếp lần cho nó khỏe. Rồi nấu cơm ra xong, ok mình phân công công việc mà. Em nấu cơm, anh rửa chén, đúng không? Tất nhiên nghe là em nói hẳn với anh chị luôn là việc nhà bây giờ là em làm hết luôn rồi đó. Vậy đó ha. Giờ cái tật hay quên nó vẫn còn di chứng không nè? Còn em nói với anh là nhiều khi là quên luôn số điện thoại mình luôn. Ngay cả số điện thoại em quên không nói nha. Điện thoại em không quên không nói. Điện thoại của vợ mà quên luôn. Của mình. Tự nhiên ngồi cái sực nhớ, giống như nhiều người hỏi em chơi trên số điện thoại. Đâu phải lặng đúng đâu, là... ba đến 5 giây. Anh số điện thoại em nhiêu vậy? em thấy cái đó đâu phải là tật xấu, đó là chuyển qua bệnh rồi chứ đâu phải tật xấu đâu. Đó mới đó, đổ thừa luôn á, chuyên đổ thừa luôn. Đổ thừa mình bị bệnh. Có nhiều khi hả, nấu cái nguyên một cái nồi cơm hay kho cái nồi cá đó, vô ngồi bấm điện thoại vui cười. Xong lát hồi ra khét. Bữa đó không có cơm ăn luôn. Rồi bây giờ Dung nè, em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Hiện tại thì em thấy như đó là đủ rồi. Từ 5 năm trở về đây á thì em không có khóc. Dạ, nhưng mà lúc nãy thì chị Hồng Vân là nói đúng cái tâm trạng của em và cái mong muốn của em ở thời điểm hiện tại. Hiện tại bây giờ em chỉ muốn ba mẹ em chấp nhận chồng em thôi. Em chỉ muốn điều đó thôi. Chắc chắn là chị nghĩ là sau ông bà xem chương trình này ông bà sẽ hiểu. Nhân cơ hội này, em có điều gì muốn nói với Dung hay không? Hai đứa tự nói nhau đứng đi. Đứng đó đi, tôi không thấy gì đâu. Đứng thấy lên gì đi. Thật sự là mà nói thì 10 năm, 13 năm hai vợ chồng quen nhau, tới ngày hôm nay thật sự ra mà nói là cảm ơn em rất là nhiều, để có thể thay đổi được một cái con ngựa hoang, để có thể làm cho cái con ngựa đó nó có thể thuần phục tới ngày được ngày hôm nay. Thật sự là cảm ơn em rất là nhiều, và anh chỉ mong muốn rằng là vợ chồng mình cứ vậy hoài thôi. Hôn cái.
Cảm ơn hai đứa nha. Ông bơi như cá vậy? Dạ, sau 5 ngày. Ghê chưa? Mà trước đó là em không biết bơi đó. Dạ à, không biết bơi hoàn toàn. Thôi chị phải gặp ông thầy em thôi. Thầy em đi Mỹ rồi chị. Thầy qua Mỹ thôi. Cuộc đời chị dính em vậy, dạy được, em dạy được. Em cũng không quan tâm kiếp đâu. Đẹp quá, hút hồn em, có em nhìn thôi. Tất cả mọi di chuyển của em nhìn hết. Wow. Cây mới anh, từ cái đẹp nhìn đầu tiên. Ba mẹ vợ em ra. Tiếp nói chung chào em mới lại giống như là xách cho con cái này hay chủ cái bước xuống thềm cẩn thận nha. Em cảm thấy sao mà cuộc đời em hạnh phúc quá. Lần đầu tiên về nhà mà được đón nhận và trong cái sự yêu thương như vậy. Thật sự em rất là cảm ơn gia đình vợ em và vợ em rất là nhiều. Tiếp theo, gặp lại bạn cũ nha. Ồ, nhanh lắm. Thân thủ người ta rất nhanh nha chị. À, chào em. Chào chị. Chào cưng. Em chào chị. Em mới gặp đó chị. Mới gặp hai người họ gõ cửa thăm nhà, ăn cơm luôn. Nhưng mà lúc đó người ta chưa có được như vậy. Gõ cửa thăm nhà xong là cưới nhau luôn đó chị. Ồ vậy đó hả cưng? Trời ơi chúc mừng. Vậy là mới đây hả? Dạ mới đây thôi chị. Và bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả xem đài. Em tên là Nguyễn Hồng Lợi. Em đến đây với vợ em là nhà thiết kế Phan Tường Nghĩa. Xin chào hai anh chị. Trời ơi, Lợi là vận động viên bơi lội đúng không? Kinh ngư đó chị. Lợi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 33 tuổi. Dạ tới em. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Tường Nghĩa, hiện là nhà thiết kế. Em 27 tuổi. 27 tuổi. Lần đầu tiên Lợi và Tường Nghĩa là lần đầu tiên hai bạn lại gặp nhau trong một cái dịp nào và ấn tượng gì về nhau? Cái này em để cho vợ em nói trước về gặp nhau đi ha. Hai vợ chồng em gặp nhau vào tháng 9 năm 2018. Lần đầu tiên tại một cái triển lãm áo dài thì em với vai trò là nhà thiết kế. Còn chồng em là ngày hôm đó là được mời làm người mẫu. Dạ. Có nghĩa là hôm đó là bạn mặc đồ của em thiết kế đúng không? Của một nghệ sĩ khác thiết kế. À vậy hả? Là em ấn tượng liền với chồng em luôn. Dạ ấn tượng thôi chứ lúc đó chưa có gì hết. Nhưng mà ấn tượng đó là giống như là ngưỡng mộ này cái nọ. Dạ, đúng không? Lúc đó thì gọi gì sao ạ? Buổi triển lãm là buổi chiều. Rồi là buổi sáng em đến trước. Em rảnh mà em ngồi trong bên trong hội trường thì em nhìn ra cửa thì em thấy vợ em từ xa bước vô. Em nhìn á, wow, bé này đẹp quá ta. Thấy nó sẽ đẹp, anh là đi thấy đẹp rồi. Cái xong em suy nghĩ là chắc không biết là đi theo ai phụ hay là như thế nào đó. Em cũng không quan tâm kiếp đâu. Đẹp quá, hút hồn em, có em nhìn thôi. Tất cả mọi di chuyển của em nhìn hết. Wow. Cây mới anh, từ cái đẹp nhìn đầu tiên. Rồi bắt đầu cái chiều tối, bắt đầu cái em mặc áo dài và em mang chân giả. Thì em cũng đi diễn như mọi người, nhưng mà cái của em nó khó khăn hơn tại mang chân giả. Mà đi chung thì cũng có mấy anh hỗ trợ kè em. Sau đó bắt đầu bữa trình diễn thì em ngồi em xem những cái bộ sưu tập. Ban tổ chức ra giới thiệu từng nhà thiết kế, cái sau cái mà giới thiệu tên vợ em là nhà thiết lại kế lại tiêu nữa. Phan Nghĩa cái nhìn wow, nhà thiết kế ta. Bắt đầu em đi tiêu nữa, tiêu nữa, tiêu nữa. Không, em tiêu qua sản phẩm. Em tiêu qua những cái sản phẩm của vợ em làm. Thì ra là những cái bộ áo dài là của cô ấy làm. Thật sự thì em nhìn là em mê người rồi. Bây giờ em nhìn sản phẩm mê sản phẩm nữa đó. Tại vì em là xuất thân là học trò của thầy Lê Sĩ Hoàng. Em vẽ trên áo dài. Cái xong kinh nghiệm đúng cái nhịp em nhìn, mình nhìn sản phẩm, mình nhìn người mẫu, mình nhìn nhà thiết kế đi. Trời ơi, sao người đẹp mà làm sản phẩm đẹp quá. Tất cả bằng thủ công hết. May thêu vẽ kết cườm tất cả bằng thủ công hết. Là bắt đầu từ đó em si mê rồi đó. Người đẹp mà còn tài giỏi nữa. Nhưng mà em có biết là bạn này bạn bị cú sét với em không? Em không có nghĩ gì hết. Đến bao giờ thì em mới biết? Thật ra là lúc mà set up trước khi mà vào chương trình đó là em đã thấy chồng em rồi. Nhưng mà lúc đó là ngồi trước một cái bàn mà cái bàn đó là phủ hết, không có thấy cái chân. Em chỉ thấy là anh này cực kỳ đẹp trai thôi. Có nghĩa là ổng ngồi là nhìn thấy cái người ổng từ lên là, mà cái mặt ổng đẹp trai chứ bộ. Lúc đó là em không điều kiến, em ngồi vậy nè, cứ ngồi nhìn đó. Em cứ lia, em cứ tia thôi. Mà đúng vợ mình mới đẹp mới tia nha. Mà cái mặt ổng rất là tây. Cái lúc mà Lợi lên biểu diễn đó, mà áo dài đó, lúc đó là Lợi mang chân giả. Chân giả. Chân giả thì em cũng không biết là Lợi là mang chân giả đúng không? Em biết, tại vì cái lúc rồi. mà anh ngồi trên bàn khoảng 10-15 phút sau là anh bước xuống, anh chụp hình. Thì lúc đó em lại ấn tượng bởi cái sự tự tin của chồng em. Cực kỳ tự tin luôn mà đẹp trai, tạo dáng đồ, nhìn rất là có sức hút. Và lúc đó em đã biết chồng em là vận động viên mà gọi là kình ngư chưa? Là thứ dữ chưa? Chưa biết. Em chưa biết luôn. Như vậy thì sau khi em biết được là ảnh lại có cái tài đó nữa thì sao? Ngay cái lúc đó thì em chỉ cảm thấy là quý mến cái người đàn ông này thôi. Tại vì quá là tài giỏi, rất là lạc quan và nghị lực. Chứ em cũng không nghĩ là sau này là chồng của em đâu. Lời có chủ động đến để mà xin số điện thoại để mà làm quen không? Dạ không anh. Lần đầu tiên khi gặp nhau rồi, bữa đó về em cũng nghĩ là
chắc gặp nhau buổi sự kiện đó rồi thôi. Về bắt đầu cái chụp hình Facebook á anh, thì mình thấy chụp hình chung á thì có bạn bè chung, mình thấy cô này bữa nè, cái xong mình vô Facebook mình cổ mình coi mình coi thôi, bạn bè em cũng úp hình lên rồi sau đó bắt đầu thấy em cũng úp hình thì thấy cô ấy like hình em, và xong cái hai đứa like qua like lại. Nhưng mà chị rất là muốn biết cái cảm xúc của em á, là khi mà em biết bạn này là Kình Ngư á, trời ơi, tự nhiên chị ngưỡng mộ chứ sao. Chị không nghĩ sao mà Lợi có thể bơi đúng không? Thực sự luôn á. Nếu mà nói về cái cảm xúc mà gọi là mãnh liệt mà sau khi mà biết chồng em là một vận động viên mà nổi tiếng như vậy trong cái lĩnh vực bơi lội của khuyết tật, em phải kể đến là khi mà em đi tập cùng anh. Có nghĩa là khi mà xuống hồ thì chồng em y như một con cá vậy. Ủa, rái ca. Có nghĩa là ảnh xuống nước ảnh anh giống như được về với cái đúng về là đi, cá về với nước, cá về với cá đó. Em là không biết bơi, chị em không biết vậy, bơi bởi vì chị rất ngưỡng mộ là vậy đó. Bây giờ nè, chị không biết bơi em ơi, nè rồi tới giờ phút này dần em chị xin... chết đuối gần coi là mém chết đuối ba lần rồi, cho nên giờ chị nhìn thấy nước nha, chị nói là một ngày chị chỉ tắm một lần thôi, không bao giờ tắm hai lần nha. Thế không xuống bơi luôn đúng không? Hả, mồ hôi là không bao giờ xuống rồi. Bây giờ nghe nè, nghe câu chuyện về ngắn gọn thôi về bạn Hồng Lợi nè. Năm ngày là biết bơi. Trời ơi. Đúng không Lợi? Dạ đúng rồi. 5 ngày thôi là đã bơi như cá luôn. Và thậm chí là ông thầy ổng có như ổng bất ngờ. Thầy em nhận. Thì sợ là thầy không nhận thôi. Tại vì một cái cơ thể như này có người ta thì bơi rồi. Như bơi. Sau 5 ngày là ổng bơi như cá vậy. Dạ sau 5 ngày. Nghe chưa? Mà trước đó là em không biết bơi đó. Dạ không biết bơi hoàn trước toàn. Trước rồi chị phải gặp ông thầy em thôi. Thầy em đi Mỹ rồi chị. Thầy qua Mỹ thôi. Cuộc đời chị dính em dạy được, em dạy được. Chồng em là có dạy cho Hoa hậu Khánh Vân luôn. Quay trở lại với cái chuyện sau khi các bạn biết nhau trên Facebook rồi âm thầm lén lút like qua like lại rồi, chắc chắn là ông Lợi này phải dùng chiêu gì đó mới cua bạn này đúng không? Thả thính anh. Một ngày đẹp trời là cuối tuần em đi coi phim, đi coi phim với bạn em. Em vào rạp phim mà em coi lộn ngày. Để giờ đi vô đi về thôi. Mất thời gian nữa. Ngồi quán cà phê ngay đó luôn, suy nghĩ. Thôi móc mở Facebook ra, coi cái tấm hình nào mà mình ạt ạt á anh, up lên. Em đăng một status là trai đẹp bị lãng quên. Cuối tuần ai cũng đi chơi bù bịch thích chơi mà đăng vậy thôi. Khi mà em vừa đăng lên thì vợ em like đầu luôn. Like hình đầu tiên á, chà cái xong mình vui anh. Tim hợp bụp. Wow, vui nhưng mà đâu dám biết nói những thứ từ từ đi. Chứ mình thấy người ta like, lỡ người ta vui thôi. Thì mình nhảy vô mình làm tớp thì người ta ngại sao. Em mới vô Facebook vậy em like lại. Bắt đầu hai đứa mới trò chuyện với nhau, mới hẹn nhau đi uống cà phê. Đến khi nào uống cà phê mấy lần thì em mới tỏ tình hả Lợi? Hai đứa em, hai vợ chồng em mà đều không tỏ tình. Tất cả đều là tự nhiên như hơi thở rồi đó. Cái là nghiễm nhiên là biết là mình thích nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Cái buổi hẹn hò đầu tiên đặc biệt lắm, để em kể cho. Chồng em hẹn với em là đi uống cà phê. Em á, là ở tận Bình Triệu. Mà do em nghĩ là chồng em như vậy này, nên là em kêu thôi được rồi, anh chọn cái quán cà phê nào mà ở gần chỗ anh á, em sẽ chạy tới. Em từ Bình Triệu đi về quận nhất, tất cả các đèn em đi qua đều bật xanh hết. Em nhớ gần 10 cây số luôn á. Em lo mất cúp sửa soạn, em thấy trễ giờ rồi, em mới nhắn cho anh cái tin là anh ơi em sorry anh nha, em sẽ tới trễ 15 phút. Cảnh kêu ok em. Coi như là bật đèn xanh. Từ nhà thờ Fatima anh mà đến Tôn Thất Tùng Lê Thị Riêng, cháu có gần đâu anh. Đèn đỏ quá trời luôn mà đi đèn xanh không là em thấy là có cơ hội nhiều rồi đó. Thấy là tươi rồi đó. Có trễ không cưng? Dạ không. Tới nơi cái ngồi nói chuyện 3 tiếng đồng hồ. Giống như là quen biết từ trước rồi chứ. Mặc dù lần đầu tiên nói chuyện nhau. Nhưng mà phải có một cái mốc gì đó, hoặc có một cái dấu ấn gì đó để gọi là coi như hợp thức, nghĩa là hai đứa là chính thức là người yêu của nhau. Không luôn, cứ uống cà phê gặp nhau đi chơi, rồi rảnh rỗi là vụ nhau trong công việc, chia sẻ nhau. Cái lúc nào nắm tay? Nắm tay hả? Mới khó à. Buổi hẹn thứ hai hay sao? Như là anh thì không nhớ, nhưng mà nắm tay thì vợ em nắm tay em trước, tại nắm tay này là dễ thương anh. Nhỏ nhỏ bé bé xinh dễ thương. Có nghĩa là nắm tay nhỏ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi khi nào thì Lợi mới bắt đầu nắm tay rồi. Hôn nhẹ lên má cô em. Chắc là một cái buổi cà phê cuối tuần nào đó đại loại không nhớ. Tại vợ em đẹp em hung hoài em cũng không nhớ nữa. Đó, hôm đầu tiên á, phải nhớ hôm đầu tiên hả? Hôm đầu tiên là ở đâu ta? Đi uống cà phê ăn cơm sườn đó. Đi uống cà phê ăn cơm sườn ở Bình Thạnh. Nước mắm không đó mà hung luôn vậy đó. Thơm anh. Như vậy là cái hôm mà em quay cái chương trình mà gõ cửa thăm nhà. Đó là hai bạn là coi như là có báo tin cho em biết là sẽ cưới nhau. Lúc đó là đính hôn chưa? Tụi em một là đăng ký kết hôn tháng 6. Đính hôn là cuối tháng 7. Rồi tháng mấy thì cưới? Ngày 10 tháng 10 vừa rồi là vợ chồng em cưới. Vậy hả? Vợ chồng quá son luôn. Không đi được nè. Hai đứa lúc mà mới đến với nhau á, có gì khó khăn không? Có trở ngại, có cản trở gì không? Cái này để cho vợ em nói đi. Cái gì mà đi trái với quy luật á thì
thì người ta thường sẽ để ý nhiều hơn. Hiển nhiên em cũng có nghe rất là nhiều những cái lời không hay, hay là những cái lời góp ý cũng từ những cái người bạn bè, người thân. Nhưng mà một cái điều rất là may mắn là gia đình em á, thì đón nhận anh Lợi và yêu thương anh Lợi giống như là một thành viên trong gia đình vậy. Cái đó là cái quan trọng nhất là em đã có rồi, quá là may mắn luôn. Anh rất muốn biết cái lần đầu tiên mà em về nhà vợ đó, về ra mắt bên vợ đó, thì bên gia đình như thế nào? À, lần đầu tiên thì em về nhà vợ em đó thì em cũng rất là vui là được mà Tết, mà dịp Tết mà vợ mình dắt mình về chơi, đó là chỉ là chưa có lấy nhau gì hết, chỉ là bạn bè thôi, cũng hồi hộp lắm anh. Tại vì mình là một chàng trai đặc biệt như thế này mà mình về nhà bạn gái mình dịp Tết nữa. Mình thì mình có thể chịu được những cái lời nói hay là như thế nào đó, nhưng mà không biết là có tiện cho gia đình họ hay không. Vợ em cũng động viên anh cứ về đi, mấy anh chị ở trong nhà anh cũng gặp hết rồi, thì bây giờ chỉ có ba mẹ em thôi. Thì lúc đó em về, trên đường em về thì em suy nghĩ rất là nhiều, rất là hồi hộp. Từ đó em chưa bao giờ hồi hộp. Em cũng gần tới nhà ra mới bình tĩnh. Khi mà chiếc xe vừa chạy tới nhà rồi đó, thì là vợ em ra, với lại ba mẹ vợ em ra đó, thì em cảm nhận rất là hạnh phúc anh. Phải dùng từ là hạnh phúc luôn. Thực sự thì cảm giác như là một cái gia đình của mình, mà giống như em là một người xa quê về vậy đó. Ở xa trở về. Dạ đúng, trở về đó. Ba mẹ vợ em ra tiếp, nói chung chào em mới lại giống như là xách cho con cái này, hay chủ cái bước xuống thềm cẩn thận nha. Em cảm thấy sao mà cuộc đời em hạnh phúc quá, lần đầu tiên về nhà mà được đón nhận và trong cái sự yêu thương như vậy. Thật sự em rất là cảm ơn gia đình vợ em và vợ em rất là nhiều. Rồi cưới nhau vui không? Mới đây mới bắt đầu về nhau vui không? Thấy nó có tại khác vì, gì lúc yêu không? Vì... Bây giờ là lại với nghĩa là ở bên bên nhà má ba là. Dạ đúng rồi, bên ở nhà má ba. Mà hôm anh ghé thăm. Anh ghé đó, nhà đó là nhà đó. Đúng rồi. Là nhà má ba là bên chồng hay bên vợ? Bên, dạ, bên chồng, bên chồng. À có nghĩa là ủa sao lại gọi là má ba? Tại vì má em ở trong nhà là người thứ má nuôi em là thứ ba, trước má em là có một bác nữa, rồi tới má em. Đó má, cái là má ba là má nuôi của má nuôi, má nuôi, má nuôi. À, còn má ruột em là Út. Ủa vậy là hai đứa ở nhà má ba chứ không ở nhà má? Dạ không, không. Dạ không. Ủa vậy chứ má Út ở đâu? Dạ má Út cũng gần đó thôi, nhưng mà lại ở nhà má ba. Dạ đúng. Để rồi má ba nuôi em từ nhỏ nuôi... À, cậu bạn đó. Hay lắm chị ơi, ly kỳ lắm chị. Muốn biết mà nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, hãy đến với chương trình gõ cửa thăm nhà. Gõ cửa thăm nhà. Gõ vào kinh hôm nay tôi về. Đốt lại. Hôm nay tôi về tôi viết lại. Tôi sẽ gõ ngay và liền luôn. Hay lắm. Rồi má ba dạ. Cưng đứa nào hơn? Trước đó thì cưng em, mà giờ em đem vợ em về nữa. Dạ, thằng cưới vợ. Bây giờ là cưng hai đứa luôn. Em là quá là gọi là may mắn luôn á. Vợ vừa đẹp nè. Giỏi nè, gia đình vợ lại yêu thương em như vậy, rồi lại có bà má ba, quá đáng yêu. Hay coi lắm. Như bây giờ là ôi. Nhưng mà nó nghe nè, chắc để mà rủ được bạn ấy về nhà đó, em cũng rủ bạn ấy nhiều lần rồi. Lúc mới quen chồng em được khoảng 4-5 tháng là lúc đó tới Tết thì em rủ, nhưng mà lúc đó ảnh, em nghĩ là ảnh có nhiều cái lý do để mà anh không về. Đúng rồi, còn lo lắng, còn suy nghĩ cũng ngại chứ em ha. Nãy bạn có tâm sự đó là chưa bao giờ mà bạn bị đắn đo đến cái mức như vậy ở cái lần mà về quê đầu tiên. Nói nghe nè, mê chồng lắm hả? Mê chồng lắm ạ. Mê không? Bây giờ mà em vẫn còn si mê ảnh. Nghĩa là cưới rồi mà vẫn cứ như là đang hẹn hò. Nhưng mà nó nghe nè, sau khi cưới về rồi đó nghe, cái cuộc sống của hai vợ chồng mới đây thôi thì nó có khác gì so với cuộc sống trước đây không? Tụi em thì nếu mà từ lúc đăng ký giấy tới giờ là đã nửa năm rồi, nhưng mà mới chính thức là về chung một nhà đây thôi. Sau khi mà làm đám cưới á, thì em cảm thấy là mình hạnh phúc hơn. Cái hạnh phúc của mình nó lớn hơn. Đúng tại rồi. Vì được tất cả gia đình hai bên và bạn bè, người thân công nhận và chứng kiến những cái giây phút long trọng nhất của cuộc đời ấy. Và em thấy yêu thương chồng em nhiều hơn. Vậy là cái cặp này chắc không có cái phần thứ nhì quá. Không có tật xấu cái hay phần sao? Mà tật xấu đó chắc không có cái để kể quá. Đang nói mà không, tôi không tin. Tôi không tin trên đời này là con người sinh ra là không có tật xấu. Giờ anh hỏi Nghĩa trước đi. Giờ bạn Lợi này nè, cưới về rồi bạn có lòi cái tật xấu gì ra? Em nói chắc không ai tin đâu. Anh tin, anh với chị Vân tin. Anh thật ra thì những cái tật xấu của anh á, em chấp nhận ngay từ đầu. Tại vì ngay khiếm khuyết như vậy em còn chấp nhận được mà những cái tật xấu là gì hết á. Mà phải kể mà có chút chứ.
Cái hồi mà lúc em mới quen á thì anh siêng chơi game hơn, mê chơi game hơn. Bây giờ thì đỡ hơn rất là nhiều rồi. Rồi coi như tự xấu tự hết luôn, bây giờ không gì đâu nói. Không, nhưng mà có một cái xấu nè. Chồng em á hơi nóng tính, em cũng đã khuyên nhủ rất là nhiều lần rồi. Cố gắng khi mà mình bất cứ trong một cái sự việc nào đó cũng phải bình tĩnh, chứ đừng có nóng vội. Cái điều đó sẽ làm cho cuộc sống của mình nó căng thẳng hơn rất là nhiều. Vậy thôi vậy. Mà từ bữa giờ là cưới nhau về rồi, ổng có nóng tính với em không? Nóng tính với người ngoài chứ chưa bao giờ mà khó chịu gì với em hết. Còn em, Lợi, bên này có tật xấu gì không? Dạ thì vợ em cũng có tật xấu là lâu lâu hay nặng mụn sản. Nặng mụn bả? Không, nặng em. Sản mặt này, cái da này thì đó, có mụn đâu. Nhưng mà vợ em thích, đang ngồi cái á, à, đau. Từ từ đi, để anh nói chuẩn bị rồi em hãy nặng nha không? Vậy đó. Từ từ mà riêng nặng mụn vậy hả? Em không biết, chắc là cái bệnh từ từ hết rồi. Đó là vậy thôi bạn. Đó, còn không có cái, một cái xấu gì nữa. Dạ không, thật sự trời thì ơi, cái cặp này thiệt á, làm vậy cái phần mắt thiệt á, để cái phần mắt chương trình tôi hết trơn hết trọi rồi. Rồi bây giờ là chắc có mong muốn thay đổi gì không? Dạ thật sự thì có xấu gì đâu. Mong muốn bớt nặng mụn lên. Không, cũng có những cái mong muốn đó chị. Đâu, em mong muốn gì nè? Những cái gì mà ảnh chưa hoàn thiện được thì bây giờ ảnh cũng đã hoàn thiện hơn rất là nhiều rồi. Em cũng chỉ hy vọng là thể hiện tình cảm với vợ nhiều hơn một chút. Bản thân em không phải là người lãng mạn. Nếu mà chồng em á mà mua một cái bó hoa mà 99 bông mà cầm tới là em không vui đâu. Đối với em chỉ cần một bông hồng thôi. Hoặc là chỉ cần biết vợ thích cái đó, không cần bất cứ một ngày lễ nào hết á, để dành tiền dẫn vợ đi mua là đối với em như vậy là tuyệt vời. Trời ơi, chị còn đơn giản hơn em luôn. Chị chỉ cần chồng chị tặng chị trái ổi thôi là chị vui. Anh Vũ rồi đúng không? Chị thích ăn ổi đó, em biết không? Nói vậy đó. Ông Tuấn Anh không đi đâu cũng mua ổi. Hai vợ chồng Ngân Đan cũng muốn hỏi luôn là có những cái dự tính gì trong tương lai hay không? Kế hoạch gần thì hy vọng là sang năm tụi em sẽ có baby. À, làm bông baby đúng không? Yeah. Trời, đúng nghề của anh Biên. Đúng ổ luôn. Sẵn đây bỏ qua cái phần mong muốn thay đổi đi. Có xe, có khuyên bảo gì không? Không, trời ơi, cái cặp này là vô luôn quá đúng hoàn thiện. Rồi. Em chúc liền cho rồi. Chị. Anh cũng chúc cho hai vợ chồng em nha. Sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Đã yêu thương rồi thì sẽ yêu thương nhiều hơn nữa nha. Qua năm sau, công việc hai vợ chồng kết hợp với nhau sẽ thuận lợi. Và đặc biệt, tháng 3 năm sau, bác sĩ báo tin vui, cuối năm sau hai em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của hai em. Trời ơi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Có là báo liền nha.